Hít sâu vào chị ơi, hít sâu vào. Nào bình tĩnh nào, hít sâu vào, hít sâu thổi phù cho em nào. À, đây rồi, tim thai đây rồi. Nhưng mà... Sao thế chị? Em ơi, dạ. Cho sản phụ dâng siêu âm, khẩn trương. Vâng ạ, vâng ạ. Bác, chào cả nhà. Cháu chào cô. Ủa, chú ạ. Hả, sao rồi hả bác? Đang trong phòng cấp cứu rồi. Chú Vũ. Dạ cô ạ. Hả? Con. Đây là người thân của bệnh nhân Nguyễn Nguyễn Ngân Hà phải không ạ? Ơ, tôi đây. Chị ơi, thế... Thôi, đi trước đi, đi. Đi đi cháu. Bây giờ cháu mời bác lên phòng để nộp viện phí ban đầu và ký cam kết phẫu thuật. Phẫu thuật à? Đây chỉ là những thủ tục thông thường. Khi phẫu thuật thì ai cũng sẽ phải ký bác ạ. Em đang qua với mẹ Lan. Xong em qua liền. Bác, em cho chị hỏi là hai mẹ con có nguy hiểm không? Nhịp tim của em bé hiện tại rất yếu, có lúc xuống 45 lần trên một phút, mà bình thường sẽ phải từ 110 đến 160 lần trên một phút. Bác sĩ đã ra chỉ định mổ để lấy thai. Cháu nói với bác sĩ, trong trường hợp khẩn cấp, hãy cứu lấy con gái cô. Dạ vâng. Dạ, có gì ráng giúp em nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Xong rồi, mọi người hình như xong rồi. Đã có người ra đấy. Gia đình sản phụ Nguyễn Nguyễn Ngân Hà có ở đây tôi, không ạ? Là tôi là mẹ nó. Chúc mừng gia đình, chúc mừng bà ngoại nhé. Bé gái được 3 cân 2. Ui trời ơi, chị ơi. Chị ơi, thì là con gái 3 cân 2. Nha, chị nha. Được làm bà ngoại thì còn em được bà gì? Tình hình sắc phụ sao rồi em? Sức khỏe ổn định anh ạ. Đang chuyển sang phòng hậu phẫu rồi. Anh cảm ơn nha. Dạ. Đừng khóc, đừng khóc. Mẹ đang ngủ ấy. Ngoan, ngoan. Em bé xinh của ba Vũ. Em bé xinh của ba Vũ. Ngoan nào. Ha, ngoan ngoan. Đưa đây, ba đưa. Để cho mẹ Hà ngủ nha. Đừng có quậy nha. Ngoan ngoan. Nè, để ba đưa ro con ra ngoài đây. Nắm cảnh nha. Cho mẹ Hà ngủ. Nè, cảnh đẹp nè. Chị ơi, chị uống cốc nước. Cảm ơn anh. Thank you anh. Này, uống đi cháu. Dậy rồi hả? Con thấy trong người thế nào? Con ổn ạ. Con to đâu? Yên tâm đi, em bé khỏe lắm. Lúc này y tá bế đi uống sữa rồi. Mày có mệt lắm không? Con của sản phụ Nguyễn Ngân Hà, Nguyễn Nguyễn Ngân Hà nhận em bé nha. Chào con gái của mẹ. Cảm ơn con đã đến bên mẹ.
Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đấy. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Anh, con à, con. Mẹ, cho tôi xin một phút. Con cố gắng nghe. Mẹ sẽ chờ con. Mẹ giữ sức khỏe nhé. Mẹ biết rồi. Không đùa đâu. Thảm nhìn ngứa cả mắt. Mà đấy, nó còn gọi tới rồi kìa. Chưa block à? Nè, xin lại nha. Alo, Vi Đình nghe. Dạ. Dạ, cháu chào cô ạ. Dạ. Dạ, dạ cháu rảnh. Dạ, cháu biết rồi, cháu chào cô. Sao đấy, ai gọi vậy? Mẹ Xuân. Mẹ không gọi. Mẹ, có phải mẹ vẫn có chuyện gì muốn nói với con về anh Vũ đúng không ạ? À, thì mẹ chỉ quan tâm đến những người có ý tứ với con thôi. Thật ra anh Vũ là mối tình đầu của con. Còn bây giờ chúng con là hai người bạn tốt ạ. Có thật đơn thuần chỉ là bạn tốt không? Mẹ, có phải từ ngày trước mẹ đã biết chuyện con và anh Vũ rồi đúng không ạ? Sao con không hỏi thẳng là có phải ngày ấy mẹ đã bảo nó rời đi không? Mẹ nói sao ạ? Năm xưa chính là mẹ đã làm đấy.